Đây là một cái sáng mà con chim phượng này đang cất cánh tung bay giữa không trung. Một cái thế dáng và đôi cánh dang rộng ra, cùng với một chân cong lên và một chân duỗi xuống, thể hiện một cái sự nhẹ nhàng bay bổng trong không trung. Một cái bộ đuôi gồm có bốn nhánh tung ra bốn hướng để tượng trưng cho làm chủ của Đông Tây Nam Bắc. Và đố các bạn có thể nhìn thấy một cái con chim phượng hoàng nó có một cái thế dáng như này trên thị trường. Đây chính là một trong hai điểm nhấn quan trọng và khác lạ ở trên bức tranh Bách Điểu Triều Phượng. Và điểm nhấn thứ hai trên bức tranh Bách Điểu Triều Phượng này là bên tay trái tôi đây là cây tùng cùng với lại cụm cúc ở bên dưới để tạo thành là tùng cúc, có cây lựu để tạo thành một cái điểm nhấn, đó là cây lựu đấy sẽ tượng trưng cho số nhiều, cho hoa khai phú quý, cho lựu khai bách tử. Và bên tay phải thì có một cái cành mai và cây trúc để tượng trưng cho trúc mã và thanh mai, thanh mai và trúc mã, cả hai ôm vào bên giữa. Đây là con chim phượng, còn đây là con chim hoàng, để tạo thành cái nội dung của bức tranh Bách Điểu Triều Phượng.